Dạy cho anh để anh vui bước đường quân hành. Đèn hiu hắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Clip lần này thì Hoàng Gia lại tiếp tục gửi đến các bác một cái bộ phối ghép cũng rất là tên tuổi ở trên thị trường audio. Ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin được trân trọng giới thiệu đến các bác yêu nhạc của chúng ta, đó là cặp loa AR2. Đây là cặp loa AR2 ba loa trung bông tép phíp bánh bò. Đấy, và hôm nay thì Hoàng Gia đang kết hợp với chiếc âm mi Fisher 500TX. Đây là dòng âm mi Fisher chạy với cái phiên bản này thì đang sử dụng là sò 4 sò nhôm Motorola trừ 7 con nhé. Cái dòng trừ 7 này thông thường nó sẽ có trên con âm mi 800T. Thì con 500TX này nó có hai phiên bản, một là sò trừ 5 và hai là sò trừ 7. Và dòng 500TX này nó sẽ có hai đời, đó là đời một lỗ và đời hai lỗ các bác nhé. Đấy, thì con này nó thuộc đời một lỗ và trừ 7. Đấy. Trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng đang phối ghép một cái bộ như thế này. Thì đây là những cái bộ nói chung là đã rất nhiều anh em chơi audio đã biết đến những cái thương hiệu này rồi, thì Hoàng Gia cũng không giới thiệu kỹ quá làm gì nữa, bởi vì những bác mà đã quan tâm đến những dòng loa AR và Omni Fisher thì đều là những người sành chơi và đều những người chơi loa gọi chung là có thâm niên trên thị trường rồi, cũng đã biết đến những dòng này rồi, thì chỉ quan tâm đến hình thức và giá cả là các bác biết được là mua được hay không thôi. Thì Hoàng Gia cũng sẽ tập trung chính vào cái đó là cái hình thức góc cạnh và cũng như là sẽ báo giá chi tiết từ cụ thể từng món một các bác nhé. Vâng ạ, và Hoàng Gia cảm ơn các bác đang theo dõi clip này, và Hoàng Gia sẽ giới thiệu cho các bác đó là đôi loa AR2 trước nhé. Đấy, cái cặp AR2 này là cái cặp mà là gọi là trong phân khúc tầm giữa của AR, nó chỉ sau bánh bò 4 loa thôi các bác nhé, và nó nằm ở trên cái phân khúc là bánh tiêu. Đấy, con này gọi là trung bông tép phíp bánh bò ba loa, thì đây là cái phân khúc nằm ở giữa. Đấy, rẻ hơn con 4 loa và đắt hơn con trung bánh gọi là bánh tiêu, bát bánh tiêu và tép ruồi. Đấy, nó sẽ cao hơn, thế nên Hoàng Gia nói nó ở phân khúc giữa. Đấy, sở hữu bát là bát 25 gân vải rồi, gân vải củ ống bơ. Đấy, bánh bò là củ ống bơ các bác nhá. Bánh tiêu thì là sắt củ từ ferrit. Đấy, nó rõ ràng như thế. Và bánh bò thì nó sẽ có một cái viền bánh bò ở đây, và cái bánh bò đặc trưng là cái gân của nó ấy, là cái gân nó bằng vải. Đấy, còn những cái bánh tiêu thì nó là gân xốp các bác nhá. Đấy.
Và ở đây thì Hoàng Gia đang kết hợp đây là cái tép phíp của nó đây, tép phíp nó màu đỏ nó này. Đấy. Dòng này thì các bác ghép với những dòng âm ly Fisher như 400T, 450T hoặc chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta ghép với 500TX hoặc là những dòng âm ly 800T. Đấy. Thùng vách nó là mặt cây đít cây các bác nhé. Cái cặp này thì nó về nó mất cái tem ở đây rồi. Bình thường nó sẽ có những cái giấy cái khai sinh ở đây này các bạn này. Thì ở đây nó mất rồi. Đấy. Chiết áp thì tốt rồi. Hoàng Gia đã kiểm tra chiết áp rất là tốt. Thùng vách góc cạnh thì đây, không có bể nở gì luôn. Đấy. Thùng vách góc cạnh thì là đẹp rồi, không bể nở các bác nhé. Đấy. Chung là đẹp về cả chất âm và cũng như là hình thức kế bay thì nó cũng là thuộc dòng loa, trong dòng loa AR thì nó cũng là một đôi đoạn khá là đẹp rồi. Đấy. So với những dòng loa khác thì bản thân thì AR này nó không thiên về hình thức quá nhiều. Đấy, chung bông tiếp phíp các bác nhé. Thùng vách này. Đó, thùng vách này. Đấy, sau đây. Đấy, đây mất cái giấy khai sinh. Chiết áp này. Cái dòng này thì các bác có thể ghép nhiều âm ly các bác nhé. Nhưng mà để ra trung âm ngọt ấy thì chắc chắn nó là âm ly Fisher rồi. Còn ngoài ra chúng ta có thể ghép những dòng âm ly như Sansui 2000X, 5000X, 5000A, 8080, 9090. Đấy. Và những dòng Sansui 7000, Sansui 8, Sansui 9 gì đấy. Thì những cái dòng đó thì các bác ghép bình thường các bác nhá. Đấy. Chỉ khác Fisher là âm ly Fisher là cái trung âm nó ngọt hơn thôi. Đây là cái e-căng. E-căng của nó đây, vải nguyên bản các bác nhá. Đấy, e-căng vải nguyên bản. Nó cũng nói chung là nó cũng có hơi bục lỗ chỗ một vài chút theo thời gian, nhưng mà quan trọng nhất nó là vải zin và cái căng khung của nó cũng là khung zin. Đấy, khung căng zin và vải zin. Đấy. Còn nếu bác nào thích đẹp thì Hoàng Gia sẽ đổi cho bác những cái căng khác, nhưng mà tuy nhiên căng đó thì nó gọi là bọc lại thì đúng hơn. Đấy. Còn đây nó vải zin thì Hoàng Gia muốn giữ lại cái chất zin, còn nếu mà bác nào thích thì bác bảo là muốn đổi một cái căng mới thì Hoàng Gia sẽ đưa cho bác một cái căng khác. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ là vải của nó bọc lại chứ không phải vải zin nữa. Đấy thì các bác chúng ta tùy các bác lựa chọn thôi. Nhưng Hoàng Gia vẫn yêu cầu đưa lên sóng này là vẫn là đưa đồ vải zin nhá. Các bác thích thì để lại, mà không thích thì báo lại Hoàng Gia sẽ bọc cho các bác cái tăng khác, cái vải khác, thế là xong. Đấy. Cặp này thì Hoàng Gia đang giao lưu các bác giá là 19.500 các bác nhá. 19.500 cho cặp AR2 bánh bò ba loa trung bông tép phíp. Đấy. Về âm ly về âm ly Fisher 500TX thì đây là dòng âm ly sử dụng là sò 4 sò Motorola. Con này thì phiên bản chữ 7. Đấy, đời một lỗ. Con này thì hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng các bác nhá. Đài đóm là bắt tốt luôn. Đấy, đèn đóm rất là sáng. Con này thì hay bị nhầm vì chính vì đời một lỗ nên thành ra là nhiều anh em các bác mua hàng mà không để ý là rất bị lên đời. Tức là lên gì ạ? Thay mặt con 800T. Còn 800T thì cái phần này nó sẽ là màu đen. Còn tất cả những hình thức là sai là như nhau. Chỗ này là màu đen này, 800T là màu đen chỗ này các bạn này. Thì thông thường ấy, rất nhiều bác là bị mua hàng không để ý là bị lên đời. Lên đời giữa con 500TX này sẽ lên con 800T. Thì các bác biết rồi, hai con nó chênh nhau gấp đôi tiền. Đấy, nếu mà chúng ta không rành về đồ này là chúng ta sẽ rất bị nhầm. Đấy, rất dễ bị nhầm các bác nhá. Nên là Hoàng Gia cũng có một vài bác khách đã bị gặp cái trường hợp là bị lên đời rồi. Mà là thường nó chỉ lên đời những con một lỗ thôi. Bởi sao ạ? Vì con một lỗ thì nó giống hết con 800T. Đấy, đây. Một lỗ là như thế nào ạ? Đây là một lỗ các bác này. Nó chỉ có một cái lỗ cắm điện đây thôi, nó là đời một lỗ. Còn 8500T nó sẽ có một cái đời nữa là đời một cái lỗ ở đây nữa, được gọi đời hai lỗ. Đấy, tức là sẽ có hai cầu cắm điện thì con này có một cầu cắm điện thôi. Còn về nội thất ruột gan ấy thì con này với con 800T mà các bác tháo ra thì nó như nhau. Và nha, nó gần như nó không phân biệt được là khác nhau chỗ nào đâu ạ. Sò con này là trừ 7 nữa. Đấy. Chính vì sò trừ 7 nên nó hay bị nhầm. Và nó cộng thêm một đời một lỗ nữa nên nó hay bị nhầm sang con 800T. Đấy. Người ta chỉ nếu mà chỉ thay cái mặt này đi thôi thì là nó thành con 800T ngay. Các bác nha. Và người ta bán bằng giá con 800T. Thì các bác biết rồi, 800T bây giờ 60 triệu. Trong khi đó những con này nó chỉ khoảng hơn 30 thôi. Đấy. Thì giá nó chênh lệch gấp đôi cơ. Đấy. Còn về các vị trí núm nút này. Đấy. Là hai con 800T và 500TX là giống y form nhau luôn, không khác một cái gì, kể cả nội thất các bác tháo ra nó cũng như nhau luôn các bác nhá. Đấy thì Hoàng Gia cũng chỉ chia sẻ như thế thôi để các bác, nếu các bác mua thì các bác chú ý thôi. Đấy, còn tiện ở đâu thì Hoàng Gia sẽ chia sẻ cho các bác. Con 500TX này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 32 triệu các bác nhá, 32 triệu đồng. Đấy, bác nào thích những con phun thùng xốp thì Hoàng Gia sẽ có một con phun thùng xốp cho các bác giá là 35 triệu.
Đấy, còn những con đẹp như thế này mà không phun tùng xốp mà nó cũng đã đẹp nên là thì giá là 32 triệu đồng các bác nhé. Đấy, bao zin tuyệt đối cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác, và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Sản phẩm thì Hoàng Gia cũng quay và cũng như là đã nói rất là rõ ràng vì chi tiết về tình trạng máy móc rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi chương trình này của Hoàng Gia Auto. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau. Mọi thông tin chi tiết mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.